chip đầu có. Đó, chip đây nè. Trông, nhìn nè. Sao chồng nó cái gì cũng rành nữa chân vậy? Đây, stay cái chồng. Đi. Thứ hai. Sao hôm nay cái miếng thịt nó bị bớt hay sao? Nó nhỏ hả? Không, mỗi ngày nó có mỗi một cái ý nghĩa khác nhau chứ chồng. Sao chán? Hôm nay đi trễ bắn rồi. Nóng mà. Rồi ăn nha.